audition bây giờ nhớ lại lúc đó thi như thế nào, bạn có thể để mô tả lại cho các khán giả không ạ? Bởi vì lúc đó thì thực sự các khán giả lớn đi, hoặc là những người làm nghề như như anh Khoa thì sẽ chưa biết và không có biết là bạn đã đến với âm nhạc như thế nào hết. Vâng ạ. Ngày hôm đó thì Thi bay ra Hà Nội để tham gia đêm chung kết của một cái game của online. Thì mình đã được chọn vào vòng chung kết rồi. Và khi mà đến đó thì các anh chị trong ban tổ chức có theo dõi vlog của em vào thời bấy giờ, thì các anh chị nói là có nghe em chia sẻ những cái ca khúc mà em hát cho vui trên mạng, thì các anh chị đó mới yêu cầu là em có thể hát cái nhạc hiệu của game đêm hôm đó được không. Thì một điều rất rất là bất ngờ đó là tự em đã viết lời Việt cho cái ca khúc mà nhạc, mà ca khúc đó là tình cờ được chọn làm nhạc hiệu của game. Thì thành ra nó giống như là mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và em chỉ cần lên giờ và đến tối là biểu diễn thôi. Lúc đó thì em tròn hơn bây giờ, mập hơn, để tóc màu nâu nâu đen đen và phồng phồng giống như là cái kiểu thời bấy giờ người ta gọi là tóc Nhật. Và em biểu diễn rất là hết mình, mặc dù là lúc đó là lần đầu tiên em đi xa gia đình. Thời tiết ở Hà Nội cực kỳ lạnh và cuối năm mùa đông rất là lạnh. Em đã bị bệnh rất là nặng, nhưng mà đến lúc em lên sân khấu thì hầu như những mệt mỏi tan biến hết và em đã diễn một cách như chưa bao giờ được biểu diễn. Và các bạn, những người trong ekip, những người mà biết em hôm qua bị ốm rất là cao, thì mọi người phải nói là công nhận là khi mà nhạc vang lên thì hầu như Bảo Thi đã biến thành một con người khác. Bây giờ mà nghĩ lại thì chắc là nhiều kỷ niệm với Thi ha. Mà nhìn mà lúc đó chắc cũng nhìn không ra, vì còn rất là tủi tim đúng không ạ? Lúc đó thì em make up, em không gắn lông mi nữa, em chỉ có vuốt mascara nhẹ nhẹ rồi thì không có được chỉnh chu như bây giờ. Nhưng cái mà bây giờ cái em xem lại những cái video clip đó thì em cảm thấy rất là thích, bởi vì nó đúng với cái lứa tuổi 18 của em, nó rất là dễ thương. Giác xuyên sao từ những phút đầu chúng ta yêu nhau, nhưng cứ sao hai ta lướt qua như chẳng quen biết. Từ ngày xa em, không biết anh đã sống thế nào, cũng có lẽ anh hạnh phúc biết bao. Em ước sao khi xưa ta đừng lầm lỡ. Phải rời xa mãi, sao biết yêu là đâu? Thế mà sao vẫn tìm nhau? Để rồi khoảnh khắc khi quay bước đi chẳng nhìn nhau, nói một câu dù trái tim đang rất đau. Cảm giác đôi tay anh vẫn đầy hơi ấm, vẫn đứng bên cạnh nhau. Thế mà sao thấy thật xa? Tự hỏi lòng có bao giờ chỉ là ta giận nhau chỉ vậy thôi? Thế nhưng em hiểu rằng những ngày qua chúng ta đã dần xa mãi xa như một giấc mơ qua. Từ ngày xa em, không biết anh đã sống thế nào, cũng có lẽ anh hạnh phúc biết bao. Em ước sao khi xưa ta đừng lầm lỡ. Tình yêu lúc đó có đôi khi lướt qua sóng gió, thế nhưng sao chỉ vì những hờn ghen đã khiến ta phải rời xa mãi. Dẫu biết yêu là đau, thế mà sao vẫn tìm nhau? Để rồi khoảnh khắc khi quay bước đi chẳng nhìn nhau, nói một câu dù trái tim đang rất đau. Cảm giác đôi tay anh vẫn đầy hơi ấm,
Mọi lòng có bao giờ chỉ là ta giận nhau chỉ vậy thôi. Thế nhưng em hiểu rằng những ngày qua chúng ta đã dần xa mãi xa như một giấc mơ. Rồi khoảnh khắc khi quay bước đi chẳng nhìn nhau nói một câu, dù trái tim đang rất đau, cảm giác đôi tay anh vẫn đầy hơi ấm, mình vẫn đứng bên cạnh nhau. Thế mà sao thấy thật xa, tự hỏi lòng có bao giờ chỉ là ta giận nhau chỉ vậy thôi. Thế nhưng em biết rằng những ngày qua chúng ta đã dần xa mãi xa như một giấc qua. Cái tên Bảo Thi là một cái tên bạn đã chọn làm nghệ danh. Thì cô bé tên Loan ngày nào là cái nickname là Luna ở nhà. Tại sao không chọn những cái tên khác giữa muôn ngàn những cái tên mà lại chọn nghệ danh cho mình là Bảo Thi? Đã rất nhiều người hỏi Thi về nghệ danh của mình. Thật ra thì cái người mà ủng hộ Thi nhiều nhất để quay trở lại với âm nhạc, bởi vì có một thời gian em tham gia vào các nhóm nhạc teen á. Lúc còn nhỏ nữa. Đúng rồi, lúc còn bé thì là em đã có ý định là ngưng và đi du học. Nhưng mà cái người mà đã luôn luôn khuyên em và nói rằng nên ở lại Việt Nam và theo đuổi con đường ca hát đó là anh trai của em. Và anh trai của em tên Bảo. Lúc đó thì em lại thích là đặt một cái nghệ danh nào mà phải có chữ Bảo. Và sau đó thì từ bé em rất thích tên Thi, thì em đã lấy tên anh trai của em là tên Bảo và làm chữ lót. Và sau đó là lấy cái tên mà mình rất là thích, mà mình cho là cái tên này nghe hay và nữ tính, là tên Thi. Đơn giản vậy thôi. Dạ, rất mà là đơn giản. Có nghĩa là lúc nào cũng cảm giác là khi mà cái nghệ danh của mình như vậy thì mình sẽ nhớ đến gia đình nè, nhớ đến anh trai của mình. Tình cảm của anh trai và em gái cũng rất là tốt. Vâng ạ, đến bây giờ thì anh em đi đâu cũng có nhau. Một Bảo Thi lên sân khấu lúc nào cũng cười nói nè, rồi cái phong cách biểu diễn cũng sôi động và hiện đại, năng động nữa dành cho các khán giả. Thế thì trong cuộc sống của Thi, bạn cái con người và cái tính cách của mình trong cuộc sống đời thường như thế nào ạ? Trong cuộc sống đời thường của em thì em cũng là một người rất là năng động. Em luôn luôn muốn làm điều gì thì em suy nghĩ rất kỹ, và một khi mà em đã quyết định thì em sẽ cố gắng làm cho bằng được. Bởi vì em nghĩ rằng tuổi trẻ là một cái tuổi mà rất là quý giá trong mỗi con người. Thì khi đã trải qua cái khoảng thời gian mà mình được bay nhảy, được sống và được làm những điều mà mình thích, thì đó là cái khoảng thời gian mà sau này mình sẽ nhớ nhất. Năm vừa qua được xem là một năm thành công của một người ca sĩ trẻ như Bảo Thi, bởi vì vừa làm live show với rất nhiều những kỷ niệm đẹp như Bảo Thi vừa chia sẻ, rồi mình lại không quên có một cái sản phẩm âm nhạc mới dành cho các khán giả nữa. Thế thì nghĩ là một năm mà mình làm được khá là nhiều việc. Bởi vì Thi luôn luôn là có một ekip gia đình nhắc nhở không được lười biếng. Đôi khi là gặp những chuyện buồn hay stress trong công việc thì bố mẹ cũng như anh trai, chị hay chị gái luôn là động viên Thi rất là nhiều, để Thi có thể ý thức được rằng mình không bao giờ được hài lòng với những gì mình đang có, mà mình phải cố gắng hơn nữa để giữ được cái tình cảm, giữ được cái vị trí mà đã cố gắng gây dựng bấy lâu nay. Và ngoài ra nữa thì mình cũng sẽ phải cố gắng hơn nữa để cho khán giả cảm nhận được mình là một người rất là tôn trọng khán giả và luôn luôn biết quý trọng những gì mà mình đã cố gắng xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Người ta cũng nói là làm việc gì thì cần có cái sự kinh nghiệm. Thế nhưng một người tuổi đời, tuổi nghề cũng còn khá trẻ như bạn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái va vấp. Mình tích lũy những cái bài học kinh nghiệm như thế nào? Ví dụ như là đôi khi trong công việc thì em cũng có gặp một vài trục trặc. Thì đối diện với những trục trặc đó là em tự nhủ với lòng là mình phải cố gắng đối diện và chấp nhận nó trước. Và sau đó là tìm cách khắc phục. Và khi đã khắc phục được rồi thì sẽ phải cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn để không bao giờ gặp lại cái trục trặc đó thêm một lần.